Trong suốt chặng đường 27 năm đồng hành cùng IPO, IPA, nhắc tới Quốc hội Việt Nam là nhắc tới một thành viên chủ động, trách nhiệm, luôn tích cực đề xuất nhiều sáng kiến với mong muốn đóng góp cho sự phát triển toàn diện, hoàn thiện của IPA, để cơ chế hợp tác liên nghị viện khu vực ngày càng trở nên hiệu quả hơn. Tại Đại hội đồng lần này, Quốc hội Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục đóng góp thiết thực, đưa ra các sáng kiến thúc đẩy hợp tác trong IPA và ASEAN, khẳng định Việt Nam không chỉ là thành viên có trách nhiệm mà còn đóng vai trò dẫn dắt trong IPA. Đánh dấu 27 năm Quốc hội Việt Nam tham gia IPO, IPA. Có thể nói trong gần 30 năm đó, thì Quốc hội Việt Nam luôn thể hiện là một thành viên tích cực, có trách nhiệm đối với các hoạt động của IPA. Và có một điều rất quan trọng tôi muốn nhấn mạnh là khi tham gia diễn đàn IPA, thì Quốc hội Việt Nam luôn tôn trọng những nguyên tắc rất quan trọng của IPA, của ASEAN. Đó là thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác, đoàn kết giữa các nước thành viên và bảo đảm nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, và đặc biệt là nguyên tắc đồng thuận trong ASEAN và trong IPA. Tiếp nối tinh thần chủ động, trách nhiệm trong IPA, tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPA 42 tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động đối ngoại đa phương chính thức đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đặt nền móng cho việc phát huy hơn nữa vai trò của Ngoại giao nghị viện trên các diễn đàn đa phương, khu vực và thế giới. Các nghị viện thành viên IPA cần tích cực hỗ trợ hoàn thiện khung khổ pháp lý, gỡ bỏ các rào cản, tạo điều kiện thực thi chính sách chuyển đổi số, tăng cường tiếp cận bình đẳng các dịch vụ số của người dân và của doanh nghiệp, đẩy mạnh phổ cập số đối với các đối tượng yếu thế, cung cấp dịch vụ số công bằng, bình đẳng, phù hợp với mức thu nhập của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong năm 2022 vừa qua, cam kết của Quốc hội Việt Nam đối với IPA tiếp tục được thể hiện thông qua sự tham gia tích cực tại các hội nghị trong khuôn khổ IPA nhằm ra soát, đánh giá và thúc đẩy việc thực hiện những cam kết thể hiện trong các nghị quyết đã thông qua tại Đại hội đồng IPA lần thứ 42, thảo luận phương hướng đẩy mạnh hợp tác về kinh tế số trong ASEAN sau đại dịch COVID-19, tìm ra cách thức phối hợp vì mục tiêu cộng đồng ASEAN không ma túy. Đại hội đồng IPA 43 sẽ là cơ hội để Quốc hội Việt Nam tiếp tục đề xuất sáng kiến, chủ động đóng góp cho IPA. Chúng ta sẽ có những cái đóng góp chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và đóng góp vào cái quá trình xây dựng một cái khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển, cùng nhau giải quyết những cái thách thức ở trong khu vực. Đối với kinh tế thì chúng ta sẽ tập trung thảo luận vào cái chủ đề mà các bạn ASEAN quan tâm, đó là vấn đề chuyển đổi số, vấn đề phục hồi kinh tế sau đại dịch, vấn đề phục hồi du lịch. Rõ ràng là tiếng nói của Việt Nam ngày càng được coi trọng. Mà như vừa rồi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm chúng ta cũng nói là tiếng nói của Việt Nam ngày càng được bạn bè quốc tế tôn trọng, từ coi trọng đến tôn trọng. Và hiện nay trong IPA thì chúng ta cũng là một trong những quốc gia mà có thể nói có tiếng nói và có nhiều sáng kiến để đóng góp vào cái cộng đồng chung này. Và như vậy thì cái việc Chủ tịch chúng ta tham gia có ý nghĩa hết sức là quan trọng và được bạn bè hết sức là quan tâm. Đặc biệt, Đại hội đồng IPA 43 sẽ đánh dấu lần đầu tiên cuộc họp chính thức của các nghị sĩ trẻ IPA được tổ chức.
Đây là sáng kiến của Quốc hội Việt Nam nhằm thúc đẩy sự tham gia của các nghị sĩ trẻ AIPA trong xây dựng cộng đồng ASEAN và phát triển đất nước. Tại Đại hội đồng AIPA 43 sắp tới, chúng ta sẽ thúc đẩy chiến lược hợp tác nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ 10 quốc gia thành viên ASEAN, trở thành cơ chế thường trực. Đây vốn là sáng kiến của Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA 41, nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các nghị sĩ trẻ đến từ 10 quốc gia ASEAN. Thể hiện vai trò, khẳng định tiếng nói tại các diễn đàn liên nghị viện, trong đó có AIPA, cũng chính là chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, để ngoại giao nghị viện góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và uy tín của đất nước trong khu vực và trên thế giới.